đây, ổng giờ về Phong sẽ, đem vô cho ngoại đây. Xà bông gội, rồi xà bông cục, rồi xà bông giặt luôn. Thôi chiều ngồi thảnh thơi hen. Chào ngoại nha. Rồi nè, biết con đem gì theo không? Mừng quá, cái gì? Mừng quá. Thấy cái gì không? Xà bông. Cái gì nữa? Trái tắm gội đồ với xà bông giặt đồ. Xà bông gì vậy? Xà bông giặt đồ, xà bông này, xà bông sát trùng. Đúng không? Đúng rồi. Con mua cái chai xà bông gội đầu cho ngoại chà bá lửa luôn á. Cái chai này gội đầu ngon à. Ngon không? Gội đầu ngon. Giống như cái vừa rồi đó. Thơm dữ dằn lắm á. Mở ra đi. Mở ra coi. Rồi xà bông cục luôn. Xà bông cục ha. Quá à. Nè nè. Đó, ba anh em nó tắm cười ha. Đó, ba anh em tắm cười luôn. Ba anh em nó tắm nó cười. Đó, mua ba cục luôn á. Cục, rồi cái chai này nữa. Cái chai nó cầm nó không nổi luôn á. Cái chai này ngon dữ à. Bự hơn, bự dữ lắm á. Trời, tới 160 lần. Dạ. Quá trời bự luôn ha. 160, phải đổi mua chai bồ cát có 20, còn cái nào quá chừng mắt rồi. Không phải mắt mà tại nó bự nó nhiều á, cho ngoại xài lâu. Cái này chăm sóc da. Ủa. Đề kháng da tự nhiên giúp bảo vệ khỏi vi khuẩn gây bệnh ngoài da. Đó. Thành phần sữa giúp da mềm mạnh, hướng dẫn sử dụng cho một sữa tắm vào lòng bàn tay và hay bàn tay tạo bọt và xóa đều lên da rồi tắm sạch với nước. Dạ. Thành phần cái này chỉ anh văn cũng không rành hơn, đọc tiếng Anh được không? Không, bảo quản tránh nhiệt độ cao, ánh nắng, ánh sáng. Quay trước kìa, quay trước đọc kìa. Đây hả? Cái chữ đó mới quan trọng á. Đề kháng da tự nhiên với lon bạc cùng giúp bảo vệ khỏi vi khuẩn gây bệnh. Hai mẹ con ta nè. Rồi. Chăm sóc da, sữa tắm bảo vệ khỏi vi khuẩn. Dầu gội đầu. Dầu gội đầu hả? Đó coi. Nó dầu gội đầu. Chăm sóc da, tắm bảo vệ khỏi vi khuẩn. Đó. Thích không? Quá thích lắm. Bự đó. Bự quá, nhiều quá, bằng 2-3 chai. Để vô đi. Còn cái chai đó, không có thiếu tí nhiều chai. Thôi, mất công mất đó. Bà đặng để tùm lum tùm la nữa. Xà bông là giặt được à. Đó. Bây giờ đang giặt tổng rồi, mai mốt hả, đợt sau hả giặt nữa. Đó. Ở đây mừng quá thôi, ở đây quen hồi ha. Quay hồi nữa. Thích không? Hả? Thích không? Thích. Hứa cái là mua cho ngoại liền luôn á. Tôi nói chuyện lên mạng trước nha. Khoan đi, bây giờ có cái này rồi tắm liền không? Bị tắm rồi, bây giờ. Ủa tắm rồi nào? Tắm rồi nè, tới giờ là mới thay đồ nè. Trời, có chắc ăn tắm không đó? Có chắc ăn. Trời ơi, tắm phải thơm nha, mấy cái cục này nó thơm phức luôn á. Kỳ này là bà đặng thơm phức luôn nha. Chút trong bầm bụng tay rồi rót nhỏ nhỏ trong cái chén ít rồi chấm chút mà. Bà ngoại, bà để vô cái khăn mua so đó, cái khăn tay nhỏ hay đó. Rồi hả, lấy kỳ cái mình, nó mới sạch nha. Chứ không có dùng bằng tay nha. Pha với nước. Cái để lên cái khăn mua so đó, cái mình chà vô da đi là nó tạo bọt luôn á. Tắm sạch hơn. Còn dùng bằng tay hả, thấy như vậy chứ nó đổ ra ngoài hết trơn hả. Rửa mặt vô. Rửa mặt nhiều vô. Cho nói trong nước ngoài nước coi. Chưa,
chưa? Với nói cậu tính vậy. Chưa. Cậu xin tiền cho các nhà giờ. Thôi bây giờ nè ngoại. Ngoại, 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 để con nói nghe nè. Ngoại biết cái phần quà nè ai cho không? À, cái phần quà này của bậy mà để con nói cho nghe trời chưa chứ. Nè, cái này á là phần quà này đó là của chị Thủy Seth Curling Shop. Trời, người Mỹ á. Cô Thủy hả? Cô Thủy Seth Zuckerlin, Zuckerlin Shop ở Mỹ. Biết đọc tiếng Anh không? Biết. Đâu đọc đây. Zuckerlin. 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 Shop. 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 Đâu đọc lại đây. Hỏi chị Thủy nha, có phải con cô ba không? Không phải, cái này là người ta tới ở Mỹ mà. Ở Mỹ? Không phải nữa nè chị. Thì con cô ba đi Mỹ. Không phải đi mà, Mỹ cái này cốt. Người lạ. Dạ. Dạ, người lạ. Là nói là cảm ơn đi. Cảm ơn chị Thủy. Em cảm ơn chị Thủy ơi. Em là Nguyễn Thị Nhàn, chồng em Tống Minh Tùng. Con ông Sáu Lê Gia. Chồng em Tống Minh Tùng đó, có mấy chị Thủy, chị Mai rồi đó. Rồi có đâu. Bây giờ em cũng cảm ơn chị giúp đỡ cho em. Bà Đặng. Em thành cảm ơn em bà Đặng mà bí danh Nguyễn Thị Nhàn. Bà Ngàn. Bà Ngàn. Bình thường là tên là Ngoại Đặng. Bây giờ bình thường là em bà Ngoại Đặng. Bây giờ có xà bông này bà Đặng sẽ thơm. Dạ. Thì em cũng cảm ơn chị Thủy Seth Curling Shop. Dạ. Ở Mỹ đã tại như là em trích số tiền của chị á để dạ. Mà mua cho ngoại xà bông cục nè, xà bông gội đầu nè, rồi xà bông giặt luôn. Dạ, em rồi. Nhắn tin chị Mai chị cốt chưa luôn. Không? Chưa xong nữa. Có dạ. Cái vụ này nữa nè. Dạ. Thích cái này dữ lắm nè. Thích không? Thích lắm. Thích. Mà Đặng cái vụ này lỡ mắt đó sáng rỡ. Mừng quá. Mừng không? Mừng. Biết gì không? Tiền. Đây nè, thì chị Thủy luôn á, gửi cho ngoại luôn á nha. Dạ. Dạ. Thì Phong ơn chị Thủy cho. Phong mua cái phần này là 300 đã vốn nè, với gửi 200 nữa là 500 đã vốn á. Con dạ. Trích ra số tiền của chị Thủy ở Sích Curling Shop á. Dạ. Thì ngoại cũng đã cảm ơn rồi ha. Dạ. Thôi giờ đọc tên ta lần nữa đi. Dạ. Curling. Sách Curling. Shop. Shop. Em cảm ơn chị gì mới đọc nữa. Chị Thủy à. Thôi bây giờ không đọc Thủy nữa mà đọc Zuckerlin đi. Đọc nghe cho mình cho giống tay miếng coi. Zuck nè. Zuckerlin. Zuckerlin. Zuck nè. Zuckerlin. 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 Cho giống tay xíu coi. Dạ. Rồi thôi thì cũng bà ngoại vui hả ngoại ha. Dạ. Đợt này tắm sạch sẽ rồi ha. Tắm sạch sẽ. Nhớ nè, cái này là phải giặt thường xuyên nha. Nhín. Không, một lần á, một lần một máy á nha, là một nắp á nha. Dạ. Nha. Rót đầy một nắp đi rồi đổ vô đó. Dạ, chừng nào đồ cũ, đồ mới á thì giặt. Còn đồ cũ cũ thì giặt nước lã này mà. Nghèo. Đẩy vô máy giặt hết luôn. Mau hết. Trời sao mệt quá hả? Dạ. Hết rồi con mua thêm nữa chứ? Dạ. Nhớ là phải xài nha, là nhớ không có phải xài. Xịt nước nó đâu có sạch đâu. Dạ. Mặt nó hâu rình nè. Cái này tính mua hai bao xi măng à, lấy gạch làm sao xây lại trước à, được không? Thôi rồi, có chuyện đó con không biết, con không có động vô cái chuyện nhà. Đằng tính để bị trội. Thôi con không có động vô cái nhà, ngoại muốn làm gì ngoài làm đi chứ con không biết nha. Đã bao nhiêu tiền để ăn đi chứ không phải bao nhiêu tiền nữa mà sắm mua đồ. Em đổ ban từ ngoài cửa vô đây nè, cho nó vô cái nhà này cho nó chết bỏ thay luôn. Thôi, êm. Sao mệt quá hả? Tâm tịnh rồi. Tâm bình không có hung dữ rồi. Không có tà ác coi. A Di Đà Phật, tâm bình tĩnh được pháp huệ. Rồi vậy còn gì nữa không? Không còn gì nữa không? Còn. Ai? Hả? Còn hàng nào đi vô đây? Cậu Phong Rau. Sao? Cậu Phong Rau đón mua đồ cho với cho tiền. Tự giờ không cảm ơn nhỏ chân trời.
Dạ, cảm ơn cậu Phong Đao và cảm ơn mấy cô trong nước ngoài nước. Cảm ơn chị Thủy. Chị Thủy phải không? Chị Thủy rất khơ linh. Khắc khơ liên. Đợt này đọc chị Mai mệt. Chị Cúc nữa. Không, chị Mai chị Cúc ở đó không biết. Bây giờ cái người nào cho ngoại á, ngoại cảm ơn được rồi. Đừng có Mai Cúc vô đây nữa. Dạ. Nha. Chị không, không phải chị này tại vì chị tên Thủy. Nhưng mà ảnh chỉ là người là Lai Tây đó, nên giờ là chị tên là Zucker lên shop á, cũng xem qua cái video của con á, biết ở ngoại giúp đỡ ngoại đó. Khắc lên shop dạ. Cảm ơn chị Thủy nhiều. Cầu chúc chị Thủy gặp nhiều may mắn, được cầu nguyện thấy mà nước gì được nấy. Dạ. Tai qua nạn khỏi bệnh tật tiêu trừ. Dạ. Nam mô Di Đà Phật. Rồi 200 đó làm gì nè? 200 này. Sửa soạn là gì? Sửa soạn máy ăn sao. Máy ăn sao á còn. Sao không trọng. cho tiền không ăn đi mà cứ làm gì hoài vậy? Để ướt tầm mưa ướt dọn dẹp ra làm sao hết, nó móng nhà này trống trải. Có một cái giường ngủ à. Thôi giờ ngoại động vô cái nhà là con không có rớ vô nha. Dạ, cái thôi ha. Con không có rớ vô đó nha. Thôi để xài ha. Để ăn uống gì nọ đi. Mua đồ đầy nọ hoài đó rồi không có có tiền để ăn nữa. Đó, nhiều dù khi này xe đá bào đi ngang cái không có tiền ăn. Khi hãy đi ngang cái bánh chén đầy hay gì đó, có cái để ăn nha. Dạ. Lâu lâu rồi con vô con cho chút đỉnh vậy nha. Dạ. Không cho nhiều. Cho nhiều hay không có an tâm. Thôi ngoại giữ sức khỏe nha, con về nha. Bữa nay thấy cái mặt tươi tươi đỡ rồi nè, giữ sức khỏe mừng nha. Quá mừng, mới có mấy này mừng dữ à. Chiều nay tắm nó đi, không mấy rửa mặt đi nha. Mà người mình sạch á mình ngủ nó khỏe lắm chứ, người mình thôi á ngủ hả bốc dữ lắm, tại đen chứ kìa đâu có hầm hố gì đâu. Biết sao không, những cái chỗ mà nó bị nhiễm trùng á, tắm cái này là hết nhiễm trùng luôn á. Nha, gọi đầu nha. Rồi thôi ngoại nghỉ đi, con về nha. Thì Phong em cũng cảm ơn chị Thủy, chị xích cái Linh Shop, em xích chút tiền của chị á, chúc cho chị thật nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài và luôn luôn là trẻ mãi không già nha chị. Rồi em cảm ơn chị nhiều. Và cũng cuối video á, Phong kính chúc là tất cả quý cô chú anh chị trong và ngoài nước thật nhiều sức khỏe nè, luôn luôn vui, trẻ, khỏe và hạnh phúc bên gia đình và những người thân yêu. Và hãy luôn đồng hành cùng Phong giúp đỡ những người già, những người bệnh, những người khó khăn. Rồi, Phong xin chào. Cho nhắn tin ít người cái. Thôi, hiểu hết trơn rồi, bà nhắn hoài. Nhắn tin ông Tấn vậy. Nhắn rồi. Thôi Phong cũng kết thúc clip nha quý vị. Hãy đăng ký kênh theo dõi những video mới nhất của Phong.